Hello mọi người, hôm nay mình sẽ chỉ mọi người 5 vị trí sô-cô-la ở khu nghỉ dưỡng nha. Vị trí đầu tiên là ở trên bồn tắm nhà phía tay phải nha. Vị trí thứ hai là trên cục này. Vị trí thứ ba là chỗ ông bán cá nha. Vị trí thứ tư là trên bàn chỗ mấy cái nhà Á mà cái nhà cuối cùng bên trái nha. Vị trí cuối lên trên bàn chỗ NPC Juicy nha. Ok, vậy là xong ngày 4 nha, còn mai nữa là lấy xích đu ói. Ok, bye bye mọi người, chúc mọi người xem video vui vẻ.